Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Xpter 1/10 nâng cấp bứt phá phong cách Movistar đi cùng với cái dàn chân hai thì. Cái Xpter 1/10 là một trong những cái mẫu xe con tài được ưa chuộng để độ bốc dáng thể thao đi cùng với động cơ mạnh mẽ, nên nó gây ấn tượng rất lớn cho cộng đồng chơi xe. Dù ra mắt cái phiên bản Monster hoặc khai tử cái Movistar, nhưng cái chiếc Xpter 1/10 độ dưới đây vẫn là tôn thờ phiên bản cũ, với cái sự phá cách, với cái sắc đỏ đi cùng với những món đồ chơi kiển được ghép lên xe một cách hợp lý. Xem qua tấm thẻ, ta thấy một cái sắc màu đỏ từ phiên bản Monster được phá cách. Hai yếm nhấn mạnh với cái chữ M kích thước lớn. Dù giữ được tổng thể các bộ phận phía trên, nhưng ngó xuống với cái phần dàn chân sẽ được lột xác hoàn toàn bằng những món đồ chơi rất là quen thuộc. Cái sự phá cách nhẹ nhàng nhưng lại rất nhiều cảm xúc cho người xem. Cái phần đầu lắp đầy khoảng trống hai phía tay lái với cù nhôm CC cái mẫu Xperia. Chân kính được chụp lại bằng ốc titan. Nói cái dàn chân hai thì thật sự muốn ám chỉ đến cái mâm da dép. Mâm đúc bị lộ mỏ, thay thế của đó là mâm hai thì này. Để gắn hoàn chỉnh chỉ cần làm là cục canh. Nếu dùng cái đĩa zin thì thêm cái lòng CC, bởi cái mâm da dép chỉ có 4 cái lỗ ốc. Việc chơi bánh nhỏ này giúp trọng lượng chiếc xe giảm đáng kể và tốc nhanh hơn. Cấp zin được thay thế bằng cấp nuôi racing đến từ Thái Lan. Mẫu cấp này được gia công sắc sảo trong từng chi tiết bởi những cái đường quay rất là tinh tế, cấu tạo từ nhôm CC. Hệ thống truyền tải với cái sợi sên ống ánh sắc vàng cực đẹp. Phục cabin bình độ rời giúp mang lại sự êm ái, đáp ứng rất tốc độ nhún nhảy hợp lý cho mọi hình, hướng đến phong cách đi kiển. Đâu cần phải trau chuốt bằng nhiều món đồ chơi chất, chỉ cần đơn giản thôi, nhưng lại cảm xúc sâu sắc cho người xem. Quay độ siêu ngầu với cái diện mạo chất chơi hoàn toàn mới là một trong những cái dòng xe được cho là thành công nhất của Honda. Những cái mẫu quay đời đầu tuy không được sản xuất nữa nhưng vẫn giữ mức giá trị và được rất nhiều anh chơi xe săn tìm với những mức giá vô cùng chóng mặt. Lựa chọn cho mình cái tông màu là full đen quyền lực giúp cho con quay này thật là cứng cáp và đạt cái sức quyến rũ. Song song cùng với việc phục dựng lại toàn bộ cái phần động cơ thì những chi tiết xuống cấp, ta còn thấy được một số món đồ chơi người chủ bổ sung cho chiếc xe thêm chút mới lạ hơn. Phía bên tay lái là những bánh và bộ cụm công tắc Hennequist với đa dạng màu sắc và nút bấm cho cái chủ xe tha hồ chơi cháo. Ngoài ra anh em chơi xe còn thể tích hợp luôn cả các chế độ đề máy vào đây để có khoảng trống trên phần ghi đông để lắp thêm những món đồ chơi cần thiết. Trang bị cho mình cụm thắng CIC cái bản màu titan ngắn đi cùng chiếc 6 nút chỉnh tăng đường phù hợp cùng với kích thước tay từ mỗi người. Mẫu này cấu tạo bản lề rời nên lắp được rất nhiều dòng xe khác nhau. Trang trí cái dòng trên mình heo dầu Nissin Hybrid một bên đến từ Thái Lan sản xuất, đi cùng với đĩa cover kích thước là 260. Đây là cốt combo phải nói là khá chỉnh hiện nay, không được những ưa chuộng trên những mẫu trim quay mà còn có trên cả Xpter, ngay cả Aerobit cũng không ngoại lệ. Sau cận cảnh nâng lốp máy, ta thấy ngoại hình của cái cần đắp máy tới cơ qua Nhật Bản đi cùng chiếc cổ titanium cho chiếc xe thêm chút mới lạ và giá trị. Riêng phần cổ bô không chỉ đẹp mà còn đem lại khả năng chống hàng rỉ là cực cao trước cái thời khắc nghiệt hiện đại Việt Nam. Cái dàn chân sau dùng cho mình là phục Hollin sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất dành riêng cho những chiếc quay riêng sử dụng với chiều cao là 330mm. Chân phục như zin nên không cần chế cháo con ốc nhỏ nào cũng đảm bảo đúng kỹ thuật và phần hiệu năng cho người sử dụng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để kịp tiếp nhớ like, subscribe.